Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại đến với MiniWorld, nhưng là cuộc chiến đào dưa hấu các bạn ơi. Để xem thử coi ngày hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu như thế nào nha. Uầy, quá trời dưa hấu. Từ từ trước khi mà dưa hấu cái thứ là mình phải mặc đồ, mặc đạt đồ vô các bạn ơi. Để mình xem thử coi cái công thức chế tạo nằm ở đâu nhờ. Không biết cái công thức chế tạo, hình như là công thức chế tạo nằm ở đây nè các bạn. Bây giờ mình làm sao để nâng cấp được cái dụng cụ lên tay dưa hấu, khúc gỗ, ok la. Đâu, bây giờ làm sao để chế được cái khúc gỗ nè. Quan trọng là làm thế nào để mình chế được cái khúc gỗ này nó mới quan trọng chứ. Đâu rồi, hình như là không có công thức chế khúc gỗ hết á. Kìa, không có công thức chế khúc gỗ làm sao mà kiếm được. Đây nè, các bạn thấy không, cúp gỗ nè. Ui, không có skill kỹ năng cái gì hết các bạn ơi. Ok, cố lên, let's go. Nhanh tay mà lẹ mát, nhanh tay thì còn mà chậm tay thì mất. Nhưng mà sao ít quá các bạn ơi, hơi ít á. Đây mình sẽ nâng cấp đồ các kiểu đâu. Để xem thử coi, ủa đáng lẽ nó phải có công thức chứ ta. Từ từ để lên đây thử coi. Ở trên này có gì ta? Đâu, để mình lên đây mình coi trên này có gì vậy. Wow, à cũng là ấy thôi các bạn ơi. Ở trên này cũng là cái chỗ đào thôi. Do có nhiều vàng hợp thành đâu. Hợp thành thì có công thức gì đâu. Hợp thành rồi có công thức gì nữa. Cho tôi coi trang bị dụng cụ. Ủa cái khúc gỗ này chế từ gì nhờ. Rõ ràng luôn, không biết là cái khúc gỗ này chế từ gì luôn các bạn ơi. Bó tay thiệt cái chứ. Đâu cúp đá, cúp sắt. Ủa quan trọng là cái khúc gỗ này nè. Từ từ để xem tôi coi cái khúc gỗ này chế từ cái gì đó chứ. Thông thường thì chứ vô đây mấy ông này ổng không có chịu gọi là cho mình xem. À đây, thấy rồi. Từ cúp kim cương là một cúp vàng, từ để mình coi cúp sắt là cúp đá cộng với lại 46 dưa hấu. À nhưng mà mình làm gì có cúp gỗ rồi làm sao lên cúp đá được. À mình phải kiếm cúp đá các bạn ơi, tại vì nó không có hình nè, nó không có xuất hiện hình nè. Cúp gỗ 20 dưa hấu. Ui hồi nãy người ta có dưa hấu rồi không cho người ta chế. Trời ơi là ông nào có kỹ năng gì đào kinh khủng vậy ta, ghê gớm vậy ta, quá ghê gớm luôn. Ok ý 20 dưa hấu nè, đây về nâng cấp lại các bạn. Ui ông nào đào không chịu nhặt hay sao các bạn ơi, quá trời luôn nè, quá trời quá đất. Được. Đâu rồi, cho tôi coi đâu. Cúp đá đây, kết hợp thành cúp đá nữa các bạn. Đây có kỹ năng cho ta. Cúp đá vẫn chưa có kỹ năng các bạn ơi. Ui cúp đá vẫn chưa kỹ năng, tí nữa chắc mình nghĩ chắc lên cúp vàng mới có kỹ năng các bạn. Cúp đá vẫn chưa có kỹ năng nha, kệ không sao. Tranh thủ. Ui sao mình lụm được bàn chế tạo luôn, ở đâu vậy? Ảo ma ảo quỷ thiệt cái chứ các bạn. Mấy ông bên kia đâu rồi? Wow, đông nha, mỗi bên 8 người luôn các bạn ơi. Hiện tại là chưa có ai đánh nhau cả. Lý do tại sao chưa đánh nhau là tại vì á, hiện tại là mọi người vẫn đang tập trung nâng cấp đồ đạc các thứ các bạn, cho nên là chưa đánh nhau thì sao á, mình nghĩ vậy á. Cho nên là bây giờ là chúng ta sẽ tập trung nâng cấp cúp đồ lên nha các bạn ơi. Đây, cố lên, từ từ. Để mình xem coi công thức cái chế tạo như thế nào nha. Để bàn chế tạo xuống mình coi công thức chế tạo cúp gỗ, cúp đá từ cúp gỗ bây giờ là tới cúp sắt các bạn ơi. Khó thiệt chứ, công thức trong đây nó không có hiện hình nhờ. Đâu rồi, cúp đá đâu rồi. Trời ơi, mỗi lần thấy không, các bạn thấy không, nó hiện cái cục là lucky block gì các bạn, không có phải là cái khối gọi là chấm hỏi nè, cho nên là mỗi lần mình muốn kiếm mình phải kiếm như nãy thì hơi khó nha. Cúp kiếm đá, kiếm gỗ, cúp đá có rồi, bây giờ mình kiếm cúp sắt các bạn ơi. Ấy da. Gì ơi? Ai da, mấy ông này qua là quýnh mình luôn à. Ai da, mấy ông này được. Đâu để mình xem coi. Ê. Lên. Đâu rồi, ông nào quýnh tôi? Dịp dí dỏm à? Phải dịp dí dỏm không? Không phải à? Không phải, ông nào quýnh đó các bạn ơi, bó tay không biết. Ui. Ui rồi. Bo. Ở đây ông này nè. Ôi. Giỡn mặt với chúng tôi. Dám quýnh chúng tôi à? Giỡn hoài mấy anh trai. Giỡn hoài. Mình phải win cái trận này mới được các bạn. Không thể nào thua mấy anh trai được các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ muốn nâng cấp lên á, chúng ta sẽ phải nâng cấp từ cơ. Nâng cấp bây giờ mình kiếm trước cái cúp đi, công cụ đi. Ui mỗi lần kiếm cái này mệt thế nha. Cúp sắt cũng không có nữa chứ. Ngồi đi kiếm chắc là mấy ông kia ông giết mình luôn. Ở đây. 46 dưa hấu các bạn ơi. Thiếu 3 dưa hấu nữa. 46 dưa hấu. Ui, nhanh lên. Tại vì á bạn biết sao không? Nâng cấp càng nhiều á là chúng ta sẽ càng có kỹ năng các bạn. Những cái cúp sau này nó sẽ có kỹ năng. Không biết cái này, cái này có kỹ năng rồi này, cái này. Ông này. Ui, ông này mạnh đi. Ảo ma ảo quỷ. Sao ông này ông có kiếm mạnh dữ ta? Từ từ coi, hay là ông này có pay to win không vậy? Tác giả chưa mở tiệm mà. À thế thì ông này là play to win rồi các bạn, chứ không phải pay to win đâu. Ông này chơi game nghiêm túc á, được, 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 đánh giá cao. Nhưng mà sao kỹ năng gì lại? À, cũng được. Nhưng mà không biết ông chạy kiếm gì nữa các bạn ơi. Từ từ để cố gắng mình farm thêm tí nha. À, cố lên, farm xíu nữa. Ông này ui còn 13 phút nữa, không sao, yên tâm, được. Mình có thể lo được. Ui, cúp gì mà cùi dữ vậy. Tính ra là bên mình có một ông cũng khá là gánh tim các bạn. Hiện tại là mình đang cố gắng là nâng cấp lên nè, nhưng mà vẫn chưa được các bạn ơi. Ui, trời khó quá, sao bé này farm nhanh dữ ta. Mình farm cũng bằng mấy ổng mà sao đồ mình yếu hơn ta. Ui, mình mạnh mẽ rồi ghê, mình mạnh mẽ rồi các kiểu con ra đẻo ơi, cúp vàng ơi. Đây, mình lên cúp vàng coi cúp vàng đảo nhanh không. Ui, sao ít vậy? Cái cảm giác nó có ít thế nào các bạn? Chủ yếu là mình nghĩ là phải nâng cấp kiếm đồ các bạn ơi. Chứ còn mình thấy là cái đây tới cúp vàng mình nghĩ là ok nè. Tới cái cúp vàng này là đầu thấy ok la nè. Đấy, chuẩn bị nâng cấp kiếm thôi, đi đại chiến với mấy ổng rồi các bạn ơi. Tầm này ấy làm gì? Đấy, bên mình là hiện tại là mới bên mình có 6 mạng thôi các bạn ơi. Gì vậy? Ông tưởng ông cầm kiếm, ông tưởng ui dồi, ông cầm kiếm xịn quá bạn ơi. Đánh ông lại, đây. Ê, chơi mà chạy, combo luôn, combo. Combo. Lại. Ui, ông này ông mạnh quá các bạn ơi. Combo mà đánh không nổi, không lại. Từ từ để coi kiếm đá. Rồi coi có kiếm gì nữa không? Kiếm đá, kiếm sắt lên luôn. Rồi lên kiếm gì nữa là kiếm đá, kiếm sắt rồi. Ok. Cũng có tí skill rồi. Cố lên, có tí skill rồi. Đây rồi, mình mạnh mẽ rồi, các kiểu đạt sáng sủa. Đây. Đây. Ui sao một lần quýnh có 6 máu vậy ta? Giỡn với lại anh MK Gaming đùa với anh MK Gaming à, giỡn hoài, chơi game mà đùa không vui, anh Minh đã căng. Giỡn hả? Bạn thấy sao? Các bạn thấy ok chưa? Đừng có bao giờ mà đùa với anh Minh. Trời ơi, cúp gỗ kiếm vàng. Ủa mình đang kiếm đá đúng không? Ủa, từ từ để mình coi. Mình đang kiếm sắt các bạn, lên kiếm vàng luôn, lên kiếm vàng luôn rồi lên gì nữa? Từ từ nha. Áo tròn sắt lên luôn. Đâu rồi? Cúp kim cương hả? Lên cúp kim cương không ta? Kiếm kim cương, lên kiếm kim cương luôn. Giỡn quá chúng tôi. Đấy, nó phải là như thế luôn các bạn ơi. Nói chung là mình phải lên hết luôn, cúp kim cương luôn. Đấy. Bắt đầu là bây giờ là bắt đầu nhanh rồi nè. Đó, bạn thấy ok không? Đấy, mặc cái giáp sắt này vô cho nó trâu lên các bạn. À, mình biết lý do tại sao mấy ông này em trâu rồi. Nhưng mà mình phải tiêu diệt mấy ổng thì mới ấy được. Kiểu mình phải đánh nhanh lên thì mới win được các bạn ơi. Sắp thua nè. Ơi ơi, đâu rồi? Mấy ông kia đâu rồi? Chạy đâu hết rồi ta? Trời ơi, chơi game mà chạy, chơi game mà trốn. Chơi game mà gì mình chơi được, chơi gì mình cũng chơi được. Nó cướp kim cương ở đầu, bỏ cháy các bạn ơi. Đây mình vô mình nâng cấp luôn cũng được, nâng cấp với 100.000 mấy này luôn. Sợ vậy? Vô đây nâng cấp luôn coi chứ, kiếm đá, kiếm gỗ, cúp emerald hả? Không có nhu cầu lắm. Bây giờ mình đang là kiếm kim cương các bạn. Hí liên tiếp thắng 2 trận. Tụi chạy thôi bạn ơi. Chỗ này không được rồi, chỗ này không phù hợp để chúng ta đứng rồi. Đây để mình coi kiếm kim cương là bây giờ là lên kiếm emerald hay sao á. Nếu đúng chuẩn là chúng ta phải lên kiếm emerald á. Kiếm emerald là khối vàng à. 1 2 3, ê thiếu khối vàng à. Từ từ nha, để mình chế khối vàng cái. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. À, từ từ. Ui, mình lên cúp gì vậy? Ui, mình lên cúp gì các bạn ơi? Trời ơi, lên từ thôi. 1 2 3 4 5. Đó, nó đổi công thức các bạn ơi. Đây, lên kiếm emerald. Xong tụi mày là con đâu? Chạy đâu con sâu? Con sâu mà chạy đâu? Con sâu hãy dừng lại. Đâu rồi? Đâu? Hùng cái gì? Hoàng hoành tráng hả? Boy idol VNG. Lắm. Sao? Hả? Ra đây, lên đây. Ôi, không được các bạn ơi, không được, chưa được. Chắc là mình phải làm bộ giáp nữa quá. Làm bộ giáp. Mình nghĩ là bây giờ làm bộ giáp là hợp lý. Ủa, hình như không có giáp các bạn ơi. Hiện tại là mình đang kiếm emerald rồi các bạn. Bây giờ kiếm từ ở gì ta? Này là kiếm emerald rồi đúng không? Bây giờ là từ kiếm emerald lên kiếm gì nữa ta? Emerald lên kiếm ruby hả? À, kiếm lava các bạn ơi. Thì chúng ta cần thêm một kiếm vàng nữa hả? Và cần 20 khối vàng. Đây, mình chế đúng 20 khối vàng cái đã, từ từ, bình tĩnh. Đây, ok, mình cần một cây kiếm vàng đúng không? Kiếm gỗ nè, hợp thành nè. Sau đó là chúng ta lên kiếm đá nè. Sau đó là chúng ta lên kiếm sắt chứ đúng không? Kiếm sắt nè. Và chúng ta lên thêm kiếm vàng nữa nè. Và chúng ta sẽ lên cây kiếm lava các bạn. Này rồi, rồi từ kiếm lava mà lên gì nữa? Từ kiếm lava lên kiếm ruby. Chúng ta cần 15 khối vàng. 15 khối vàng là dư rồi các bạn ơi. Lava lên ruby cần 15 khối vàng là dư. Xong, xong mấy ông này rồi. Xong mấy này với tôi rồi. Tôi chế cây kiếm này tôi dí mấy ông luôn. Đâu? Đâu rồi? Đưa đâu rồi? Gì vậy? Linh hoàng hậu. Cố lên các bạn ơi. Còn 7 mạng nữa. Còn 7 mạng nữa. Lê. Tranh thủ. Cố lên. Mấy ông này ở trên hết rồi. Để mình dưỡng chuối mình móc lớn các bạn. Đâu rồi? Đồ ăn này. Làm miếng đồ ăn đi. Tăng tốc độ các thứ đi. Hồi máu các kiểu đi. Lên. Ê. Gì ơi? Sao rớt hoài ấy? Ui, game lừa. Toàn rớt các bạn ơi. Không lên được, cái đường này khó đi quá. Ý ơi. Lên đi. À, đúng rồi. Đó, đây rồi, xong. Bóc lớp thần trưởng. Ai mới là người bóc lớp ghê gớm nhất? Cố lên còn 10 mạng. Một mạng. Đạt sáng sủa gặp Minh đầu đinh là đi. Ủa Đạt bên mình à? Hảo gì? Đâu có, làm gì quá. Đi liền. Đi. Đạn sáng sủa mà gặp Minh đầu đinh là đi. Chỉ có đi thôi. Cố lên. Từ từ coi. Rồi còn cái cây, từ cái cây kiếm này là lên kiếm gì nữa ta? Từ từ coi. Kiếm ruby. Từ cây ruby là mình sẽ lên cây gì nữa nhờ? Từ từ để mình xem coi. Từ từ cây kiếm ruby là mình sẽ lên cây gì nữa nhờ? Ui rồi. Kiếm đại dương à. À, như vậy là chúng ta sẽ cần một cây kiếm kim cương nữa các bạn. Kiếm gỗ nè. Rồi chúng ta lên kiếm đá nè. Rồi chúng ta lên kiếm sắt nè. Sau đó là chúng ta lên kiếm vàng luôn nè. Và chúng ta lên luôn kiếm kim cương luôn. Như vậy là chúng ta sẽ lên được cây kiếm gì ta? Kiếm đại dương à. Đâu đâu mình coi cây kiếm đại dương đâu rồi. Kiếm đại dương cần 20 khối vàng nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ui khó nha. Nó phải đi đào thêm các bạn ơi. Không đào thêm là cũng không đủ quá chứ. Đây rồi. Đây để mình xem nữa coi. Đây rồi. Cái gì? Đạt sáng sủa hả? Đạt sáng sủa. Đạt châu thế. Đạt châu với chúng tôi à. Là làm sao? Sao nào? Mình cần kiếm thêm nữa các bạn ơi. Khó rồi. Cái này khó rồi. Tầm này hơi khó rồi các bạn ơi. Bây giờ còn thiếu thua 7 mạng nữa. Mà kiếm mấy ông kia trốn đâu rồi? Ảo tức đi, chơi game mà trốn các bạn ơi. Mấy ông này chơi mà mấy ông này trốn hết luôn rồi. Ui, giờ này không chơi, không giao tranh à. Chịu đấy. Chơi thế này thì chịu rồi. Ôi từ. Ôi mấy ông này chơi à. À mấy ông chơi đập khối anh em ơi. Ở trên nó không có khối, không lên được. Hình như là như vậy đó, bên đó không có khối không lên được anh em ơi. Chứ sao tự nhiên lên tới nửa đường nó rớt vậy. Đấy, bên này người ta lên bình thường mà. Ui chơi mình núp rồi anh em ơi. Coi kìa. Chơi gì mà chơi được. Thua. Vi chia buồn cùng Vi. Ôi trời ơi, xuống đây đi, chơi game núp bạn ơi. Mấy giờ chơi mình núp đi, chơi chán vậy trời. Chơi mình núp lại luôn, mấy ông này chơi chán quá anh em ơi. Chơi đánh thắng rồi xong mà núp ở trên nó luôn kìa. Lạy thì cái gì quái đạn thì cái chứ. Chơi mình núp, tôi mà tìm ra được tôi lụm ông luôn, tôi lụm ông. Ai, ông núp ở đây đúng không? Ông chạy đâu con sâu? Tôi qua luôn đó chứ. Tôi qua vội đó chứ. Đây, tôi đây mà tôi sợ gì ông? Ông đâu? Ai da, ui, ông này chứ Ông này nâng lên cái kiếm gì á bạn ơi. Kiếm gì đỉnh lắm. Kiếm gì đen. Cày tơi nhờ. Ông này chơi gì lại vậy? Kiếm ruby rồi. Kiếm pha lê. Giờ phải nâng lên một cây ruby nữa thì mới lên được cây pha lê à. Kiếm đá. Kiếm sắt. Kiếm vàng. Kiếm kim cương. Sau đó là từ cây kim cương này mình mới lên cây ruby là từ kiếm lava. Ủa vải trưởng nha. Bây giờ phải lên cây emerald nữa bạn. Để coi. Emerald là cần khối vàng hả? Chết rồi. Khó bạn ơi. Chắc là khoảng tầm từ lùi chút. Ok. Rồi kiếm emerald xong rồi lên thêm một kiếm lava nữa bạn. Cây lava là cần cái gì? Trời ơi, kiếm pha lê tím là cần kiếm ruby cơ. Kiếm ruby là từ lên cây lava nữa. Bây giờ cây lava cái này nó phải cái hiện hình á, mình dễ tìm các bạn, không có hiện hình gì không khó tìm vãi chưởng à. Nhưng mà thôi thua rồi bạn ơi, còn 1 phút rồi sao mà thắng được. Thua 7 mạng mấy em này em chơi ông núp hết anh em ơi. Lạy luôn, mấy em này em chơi núp hết luôn mà. Coi nè. Ao hết luôn rồi, chạy rồi. Thôi chứ sao win được các bạn. Thôi, nói chung là cố gắng nâng cấp tới cuối nhưng mà vẫn không thể là win được các bạn. Ăn hiếp bạn Vi bạn. Rồi, tạm biệt bạn Vi. Thua rồi các bạn ơi, quá buồn, cuộc chiến đào dưa hấu không thể nào chiến thắng được các bạn ơi. Thì nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục những cái video về MiniWorld, đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như một cái like ký. Và đừng quên kích vào chuông bấm nhận tất cả thông báo để nhận tất cả thông báo từ channel của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip kế tiếp nha. Bye bye.